Xin chào, tôi tên là Nguyễn Linh Chi, tôi là vận động viên chạy bộ nghiệp dư. Mình bắt đầu chạy bộ vào năm 2011. Thì mình nhớ giải chạy bộ đầu tiên của mình là Angkor Half Marathon ở Siem Reap. Thì tính tới bây giờ mình chạy được 10 năm rồi. Mình nghĩ động lực lúc đó thì như tất cả chúng ta, các bạn ngày hôm nay khi mà các bạn bắt đầu xỏ giày đi chạy thôi. Mình muốn có một cái hoạt động gì đó lành mạnh để có thể giữ sức khỏe. Ngoài ra thì mình còn là một người rất là thích du lịch, cho nên là đó là lý do tại sao mình chọn Siem Reap, bởi vì mình vừa có thể đi chạy vừa có thể đi chơi. Trong vòng 10 năm đi chạy đó thì mình đã đi rất là nhiều nơi. Mình chạy hầu như là chắc là phải được mấy chục thành phố rồi, mình không nhớ nữa. Mình nghĩ cái được lớn nhất của việc đi chạy thì nó đúng như cái mục tiêu ban đầu của mình, đó là sức khỏe mình tốt hơn. Đầu tiên là sức khỏe về mặt thể chất, sau đó là sức khỏe về mặt tinh thần. Và đi chạy thì cho mình những cái cơ hội để khám phá ra nhiều điều thú vị. Cái thú vị ở đây không phải là qua cung đường chạy, không phải là những nơi mà mình đã đến, mà mình nghĩ cái thú vị sau khi mà các bạn chạy lâu giống như mình thì sẽ là những cái gì đó ở bên trong bạn mà nếu không chạy bộ thì bạn sẽ không tìm ra được. Những cái mình phải hy sinh thì mình nghĩ thời gian, nên mình rất là cảm thấy biết ơn gia đình. Mình cảm thấy mình may mắn bởi vì mình có thời gian và mình có điều kiện để mình có thể theo đuổi bộ môn này một cách lâu dài như vậy. Tôi nghĩ thay đổi lớn nhất của bản thân sau khi mình đi chạy đó là mình cảm thấy mình yêu đời hơn, mình sống khỏe hơn và mình điềm tĩnh hơn rất là nhiều. Mọi người đều biết 20-30 là giai đoạn mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có thể chinh phục được cả thế giới. Và đặc biệt là mình làm trong ngành marketing, quảng cáo và truyền thông nữa, thì cái nguồn năng lượng đó nó dữ dội lắm. Nó làm cho mình có cảm giác là mình không kiềm chế được nó, mình không khống chế được nó. Nhưng mà việc đi chạy giúp cho mình có thể sử dụng được cái nguồn năng lượng đó một cách hữu ích. Thì mình nghĩ so với 10 năm trước khi mà mình bắt đầu xách giày đi chạy bộ thì ngày hôm nay mình điềm tĩnh hơn rất nhiều và mình cảm nhận được rất nhiều thứ ở bên trong về mặt chiều sâu của con người. 10 năm tiếp theo chắc chắn là mình sẽ đi chạy tiếp. Nhưng có lẽ là chân dung sẽ không phải là một người chạy lãng đãng, lúc quên cái này, lúc quên cái kia, chạy tùy hứng như vậy nữa, mà sẽ là một người chạy theo mình, có ý thức, có trách nhiệm. Và mình đang suy nghĩ là với phong trào đang lên như vậy thì hoàn toàn mình có thể tạo ra một cái hệ sinh thái mới liên quan tới chạy bộ. Thì đó sẽ là mục tiêu của mình trong 10 năm tiếp theo. Cảm hứng của mình vô tận. Bây giờ cho tới khi mà mình không còn ở trên cuộc đời này nữa vẫn là con người. Tất cả những việc làm mình làm, từ công việc, từ sở thích cá nhân là đi chạy, từ những sở thích khác như đi du lịch hoặc là một số sở thích về nghệ thuật thì đều liên quan tới con người. Bởi vì mình nghĩ là công nghệ thì thay đổi, thế giới thì ngày càng văn minh hơn, nhưng mà con người thì sẽ luôn là như vậy. Và luôn luôn mình có cảm xúc nhiều nhất với con người, thì con người sẽ là niềm cảm hứng vô tận. Đó là lý do mà khi mà Forbes nói với mình là Forbes thông báo là mình được bình chọn vào 20 gương mặt truyền cảm hứng của năm 2021, thì mình cảm thấy rất là tự hào. Và mình cũng cảm thấy là xứng đáng với những gì mà mình đã tin tưởng. Và đặc biệt đối với cái bộ môn chạy bộ này thì nó là một cái hành trình thầm lặng 10 năm. Và 3-4 năm gần đây khi mà phong trào phát triển, và bây giờ khi mà mọi người tìm tới mình và nói với mình về chạy bộ với cái niềm yêu thích đó, đó nó lại vẫn là vấn đề về con người, thì mình cảm thấy cực kỳ vui và cực kỳ mãn nguyện. Mình nghĩ là những ai nếu thích chạy bộ và có muốn mình chia sẻ một cái gì đó, thì mình nghĩ là đối với bộ môn này, việc bắt đầu không bao giờ là chậm, việc bắt đầu không bao giờ là trễ. Quan trọng là các bạn bắt đầu một cách đúng đắn và các bạn kiên trì theo đuổi nó cho tới cuối cùng. Bởi vì cái đẹp của bộ môn này là như vậy. Cảm ơn Forbes rất là nhiều.